Đúng là một người vừa đẹp vừa có tài quý vị ạ. Và Bạch Trân xin công bố bạn Tăng Thanh Hà. Mỹ nhân của năm Tăng Thanh Hà với tổng số lượt bình chọn là 142.078 lượt, chiếm 54%. Và xin mời bà Giang Phạm đại diện cho nhãn hàng Elis lên sân khấu để trao giải cho Tăng Thanh Hà cùng với diễn viên Việt Trinh. Và ủng hộ Hà trong suốt những năm vừa qua. Cảm ơn các bạn.